Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng nước Thiên Chúa giống như cái gì và ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to Và chim trời đến nương nấu trên ngành nọ Người lại phán rằng ta sẽ so sánh nước Thiên Chúa với cái gì Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột Cho tới khi tất cả khối đều dậy men Đó là lời Chúa Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, để nói về một mầu nhiệm trong kinh thánh, thì ngôn từ của con người không có từ ngữ để diễn tả cho hết về cái mầu nhiệm thiên liêng đó. Vì thế mà trong bài giảng hoặc trong những lần rao giảng Chúa Giêsu hay dùng những cái hình ảnh để nói về những cái màu nhiệm đó và hôm nay Chúa Giêsu dùng hình ảnh dụ ngôn về hạt cải và nắm men trong bột để nói về màu nhiệm nước Thiên Chúa hay còn gọi là nước trời mà theo các nhà chuyên gia về kinh thánh thì họ cho biết rằng hai cái dụ ngôn mà Chúa nói hôm nay được các nhà chuyên gia đặt tên là hai cái dụ ngôn sinh đôi. Hai cái dụ ngôn sinh đôi nghĩa là dụ hai dụ ngôn cùng nói về một ý nghĩa. Vậy thì đầu tiên là Chúa Giêsu nói về nước trời giống như hạt cải mà người kia gieo ở trong vườn Hạt cải là một cái loại hạt Đối với người Palestine Thời Chúa Giêsu bây giờ là một cái hạt nhỏ bé Và người ta thường hay nói về cái sự nhỏ bé Thì người ta dùng là hạt cải Giống như người Việt Nam của mình cũng vậy Hay dùng từ là bé như hạt tiêu Mình dùng từ hạt tiêu là cái hạt bé Chứ cũng còn có nhiều hạt còn bé hơn cả hạt tiêu còn đối với người Do Thái thì thời người Palestine lúc bấy giờ thì người ta dùng hạt cải. Vì thế mà Chúa Giêsu mới lấy cái hình ảnh của cái hạt cải. Và hạt cải tôi cũng có dịp thấy và được đụng tận mắt về cái hạt cải đó. Nó nhỏ mà nó nhuyễn, nó giống như là cái hạt cát mịn vậy. Thật là mịn cái hạt cải của người Do Thái đó. Thì cái hạt cải này Chúa Giêsu lấy hạt cải này Ví nước trời giống như cái hạt cải Được người ta gieo ở trong vườn Rồi khi mà hạt cải này lớn lên Thành một cái cây to Mà cái cải của người Palestine Cũng không giống cái cải của Việt Nam của mình Cái cải của Việt Nam của mình thì Đâu có to và đâu có chim trời nào mà đến núp với dưới cây cải ở Việt Nam được Còn cây cải của người Palestine lúc bấy giờ Cao từ 3 đến 4 mét Nếu một cây cải lớn Và nó trên đó có những cái hạt Mà những cái hạt cải này chim trời rất là thích ăn những cái hạt này Vì thế mà khi cây cải lớn lên rồi Thì chim trời đến núp ở dưới những cái cành lá của cây cải đó để mà ăn những cái hạt cải vì thế mà chúa giêsu mới lấy cái hình ảnh của cái hạt cải và cây cải để nói lên về nước thiên chúa nước thiên chúa ban đầu thì bé nhỏ âm thầm lặng lẽ nhưng khi phát triển rồi thì nó lớn mạnh và to lớn vượt bậc đó là hình ảnh về hạt cải Đó là hình ảnh nói về chiều rộng của nước Thiên Chúa Còn nói về chiều sâu của nước Thiên Chúa Thì Chúa Giêsu cũng lấy một cái hình ảnh qua dù ngôn nắm men Mà người đàn bà bỏ vào ba đấu bột Để rồi cả ba đấu bột dậy men Chúa muốn nói lên một cái chiều sâu Một cái chất men lan tỏa Ban đầu thì từ một cái chất nhỏ một cái nấm men thôi để rồi lan tỏa hết cả ba đấu bột Vậy thì qua hình ảnh hạt cải và nấm men hôm nay để cho thấy Chúa Giêsu không có ý muốn nói về một cái lịch sử của giáo hội mà Chúa muốn nói về một cái kết quả cuối cùng của giáo hội của nước Thiên Chúa là một cái thành quả chung cuộc nghĩa là sự lớn mạnh không có gì ngăn cản và khi đã phát triển rồi Thì sức mạnh nội tại Nghĩa là sức sống từ Chúa Thánh Thần Sẽ làm cho vương lên mãi Qua hình ảnh hạt cải Để mà trở thành một cái cây to Và trở thành nơi để cho chim trời ẩn nấp Thì cái hạt cải này phải thối đi hay trong, trong kinh thánh hay dùng từ tự hủy đi để trở thành một cây to và giúp ích cho người khác và nấm men cũng vậy Để cho, cho ba đấu bộ trở thành dậy men Thì cái nấm men này phải tiêu tan đi Có một cái điểm chung Để mà cho người khác Thì chính mình phải tự hủy Phải tiêu tan đi Thì mới giúp ích cho đời được Một trong những hình ảnh tiêu biểu Đó chính là Đức Giêsu Kitô Chính Chúa đã trở nên một cái hạt cải cho thế giới Trở nên một cái nấm men cho mọi người Đặc biệt là chính Chúa phải chết đi Tự hủy để cho người khác được tốt hơn Thế Thì qua hình ảnh hạt cải và nấm men hôm nay Chúa Sư cho mỗi người mình hai cái bài học Bài học đầu tiên là bài học tin tưởng tuyệt đối và hy vọng Một nước Thiên Chúa luôn lớn mạnh mãi Không có gì ngăn cản Nước Thiên Chúa tồn tại mãi cho đến muôn đời không có một thế lực nào ở trần gian này có thể dập tắt được và qua những hình ảnh tiêu biểu về sự lớn mạnh từ ban đầu một nắm men nhỏ bé đó chính là 12 tông đồ để rồi hôm nay hơn một tỷ hai người trên thế giới là người công giáo Và nước Chúa vẫn còn lớn mạnh mãi mãi cho đến ngày tận thế Đặc biệt là nước trời thiên đàng vẫn luôn là nơi hy vọng cho mỗi người Và thứ hai là về nấm men Sự phải tiêu tan đi để cho cả đấu bột dậy men, chính con phải là một nắm men đó, nắm men của bác ái, nắm men của yêu thương, nắm men mang tin đức Kitô để lan tỏa đến cho người anh em con qua những hình ảnh như thánh Maximilia Colomba trở nên nắm men cho những người bạn tù để được sống hay mẹ Teresa Cancuta vậy hôm nay ước mong mỗi người chúng con phải là nắm men, phải là bàn tay và tiếp tục công trình của Thiên Chúa để cho nước Chúa được lớn mạnh hơn. Và để kết thúc tôi xin chia sẻ về câu chuyện nói về nước Chúa chưa hoàn thành. Khi Chúa dựng nên trời đất muôn vật, dựng nên cây cỏ, muôn thú, nhưng vẫn chưa dựng nên con người, các thiên thần hỏi, Chúa gì? hỏi Thiên Chúa là công trình tạo dựng của Chúa đã hoàn thành chưa? Chúa trả lời một câu ngắn gọn: chưa. Và sau đó Chúa dựng nên con người Và Chúa giao cho con người canh tác trái đất Và tiếp tục công việc của Chúa ở Trần gian Thì Thiên Thần hỏi Chúa Công trình tạo dựng của Thiên Chúa đã hoàn thành chưa? Chúa bảo rằng đừng hỏi ta Mà hỏi những người mà ta trao phó cho cái trách nhiệm Xem công trình của ta chừng nào mới hoàn thành vì thế những người mà được thiên chúa trao cho trách nhiệm để mà hoàn thành công việc của thiên chúa để cho nước chúng một ngày một lớn mạnh hơn trở thành những hạt cải trở thành nắm men trong bột đó là mỗi người chúng ta hôm nay con để cho nước chúa hoàn thành con có trách nhiệm con có bổn phận trong đó nhưng là bổn phận trở thành nắm men trong bột bổn phận chúng con qua đời sống của mình để lan tỏa Đức Kitô đến cho người anh em con. Ước mong mỗi người chúng con luôn ý thức là một bàn tay cộng tác với Chúa để cho nước Chúa mau hoàn thành hơn. Và xin sinh kết như lời của Thánh Phaolô nói trong thơ Corinto. Phaolô nói: Tôi trồng Apollo tưới nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên mỗi người mình đều có bổn phận và trách nhiệm đối với nước thiên chúa hôm nay amen